xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mấy và ngay mấy chúng ta lại quay trở lại với Mini Cua. Và đồng hành cùng với mình đó là thanh niên thủ dân No Name. Trời ơi, nhảy cả tưng chào mọi người luôn các bạn ơi. Đấy thì các bạn nào chưa biết thì No Name là thành viên mới của team mình. Đại khái là hiện tại là chưa có tên nha, chưa có nickname, thế đâm ra là mới đặt là No Name là không có tên. Đấy thì sắp tới là sẽ làm kênh, sau đó làm về Minecraft. Đấy, nếu bạn yêu thích nữa thì làm về Mini Cua sau. Đấy thì đại khái là chưa có nickname thì chưa biết được các bạn. Đấy, còn lúc nào có thì lúc ấy tính sau nhá. Đấy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái mini game bạn thấy không? Bốn quả trứng rất là quen thuộc này. Cũng như là bên này, ngày hôm nay là vừa vào mình đã cầm trên tay cái quả TNT rồi, chắc là bạn đoán ra được rồi. Thì đây là cái quả TNT gọi là xịn sò nhất 1 triệu tiền. Bạn ấy xịn đồng đấy, còn rất là nhiều TNT khác nữa, cùi bắp nữa, nhưng mà VIP nhất là TNT cầu vồng nhá. Đấy thì bạn nào muốn tham gia cái mini game cuộc thi gọi là sở hữu TNT VIP nhất ở trong mini game, bạn ấy vào ID này nhá. Đấy, ID này. Đấy, còn thôi ngày hôm nay thì mình mới cả No Name tham gia cuộc thi đó bạn. Wow, thanh niên này thì cũng gọi là chắc là cũng học hỏi được rất là nhiều cái từ những cái clip cuộc thi của mình rồi, thế là đâm ra là vào một cái là biết chơi liền bạn nói. Ăn chơi đấy, ok bạn không sao. Trời ơi, wow, quả TNT nhìn có vẻ to thế nhở. Thà nhìn to lắm bạn các bạn ơi. Ui giời ơi, nhìn to vật vã. Ui giời, đấy, nhưng mà có vẻ to hơn bình thường mình sở hữu mấy cái quả TNT bên game khác đấy. Ui, đấy, chúng ta sẽ kiếm tiền các bạn ơi. Mình sẽ kiếm đâu đó khoảng hình như là 500 tiền để chúng ta có thể về nâng cấp lên quả TNT khác. Về đó, về đó, về đó. Đấy, mình có thể bằng hai cách. Một là sử dụng lệnh back home để về nhưng mà sẽ mất tiền. Hai là chạy bộ về nhà không mất tiền. Hợp lý luôn. Rồi, ok. Trời ơi. Giờ thì mình sẽ về nâng cấp lên đây. Quả TNT. Ui ôi, thanh niên này ném TNT cao rồi. Ném lên đỉnh trời luôn à. Quả này xịn hơn các bạn ơi. Hình như là quả này là cái gì đây, không ghi nhưng mà chắc là đây 1 2 3 3, chắc là 3 nhân 3 đấy các bạn. Rồi, cũng khá là xịn sò rồi. Mình kết hợp luôn hai quả TNT vào cho nó gọi là xịn nhức nách luôn. Ui rồi ôi, sự kết hợp đấy à, to quá đi chặt hết cả đường. Ui tính ra dưới này có than này, xịn các bạn ơi. Nên có than để giúp ích cho mình nhiều tiền hơn này. Đấy, ngon lành cành đào ngay. Ui giời ơi, trời ơi. Ui cái này không biết là nó nổ vỡ block ra không à, đâu mất block không, chắc là không các bạn. Đây ta cứ nổ ngoài đi. Hình như là quả TNT tiếp theo chẳng biết mấy nghìn bạn ơi, mình cứ kiếm tầm 2000 đi. Đấy bạn thấy không, chả ui thanh niên này kia chắc là vừa về nâng cấp TNT rồi, tôi vừa thấy chạy về nhà xong. Đấy, ok la luôn các bạn thấy không. Ui sang xịn mịn liền này, nổ đây nổ đây. Trời ơi, nổ bé xíu luôn các bạn. Có vẻ là cái quả TNT kia nó nổ không được than các bạn ơi. Đúng rồi, không được than. Bảo sao ạ. Ui, được 3000 rồi. Chắc mình nhặt đốt lần này không? Mình về thôi. Đấy, lần này về bằng đường hàng không nhé. Đấy, mình sẽ back home này. Rồi, ôi, về cái mất tiền các bạn. Bị trừ tiền. Trừ có mấy đồng thôi, 50 đồng thôi. Rồi, ok, 5000 tiền à. Oh my god. Nhiều tê. Rồi, ok, chúng ta sẽ mở quả trứng 500 đây. Chúng ta sẽ được cái gì đây? Trời ơi, ok. Ui dồi ôi, may mắn luôn ạ. Nếu bạn nào chưa biết thì may mắn là cái hiệu ứng x2 tiền nhá. Đấy, trời, x2 tiền là giúp chúng ta, ví dụ là bình thường là một block chỉ được một tiền thôi, ví dụ nha. Thì lần này chúng ta sẽ được hẳn 2 tiền khi nhận được một block. Đấy, đấy là gọi là x2 tiền. Đấy, một ví dụ rất là dễ hiểu. Đấy, mong rằng là các bạn hiểu cho. Đây. Ui dồi, chắc là thanh niên kia xuống tận đáy rồi, mình vừa thấy. Ui dồi. Dưới này này. Ui dồi ôi. Về có gì về mở pet mà kiếm mấy x2 tiền đi nhá No Name. Trời ơi. Không thì thích thì mỗi người tính ra là mỗi người có một chiến thuật khác nhau. Người thì chọn mở pet là được có cơ hội x2. Người thì dành dụng tiền gọi là để có thể là sở hữu TNT nâng cấp tiếp theo. Đấy, mỗi người nói chung là mỗi người mỗi phong cách. Rồi, ok bạn ơi. Chắc là mình sẽ về. Và giờ là mình sẽ gọi là nâng cấp quả TNT tiếp theo bạn. Mà pet là không phải chắc chắn là 100% nhận được ấy đâu. Ui trời ơi, rồi cái kia tiếp theo còn 15.000. 100% nhận được may mắn đâu, đâm ra là chưa biết đường nào bạn, có khi lỗ cũng lên. Trời ơi, phải cẩn thận. Ok. Gì đây, quả TNT C4 luôn à, nhìn có vẻ gấu nhỉ. Trời đâu gấu đấy nhỉ. Rồi ơi. Ui. Đây mình sẽ cái này nổ to đấy các bạn ạ, à. Cái này nổ to đấy. Ui. Ok các bạn nha. Đó, mình cứ ném đây, ném mưa đây, ném 3 quả lên một lúc được mà. Ui. Ném liền 3 quả một lúc luôn. Đấy, nhặt cho nó nhanh các bạn, đỡ mất thời gian. Ui giời ơi, kiếm chưa gì được 5000 rồi, vừa mới 5000 xong. Ui, tính ra nâng cấp TNT nó cũng có lợi đấy. Rồi, ok các bạn.
Đây. Rồi thanh niên kia sắp về nhà nâng cấp TNT rồi. Vừa thấy chạy về bách khung về rồi bạn ơi. Ok bạn ơi. Ui. Sang xịn mịn ngay. 12.000 ngay, 15.000 là nâng cấp được lên quả TNT tiếp theo. Chắc là mình chuẩn bị về nhà thôi. Về nhà làm luôn nóng. Rồi đó, bạn thấy không? 13.500 rồi. Oh my god. Đấy. Bây giờ là mình sẽ về thôi. Đủ 15.000 rồi. Đủ rồi. Ok bạn. Rồi mình sẽ bách khung về. Ôi giời ơi. À thế nên này cũng mà trứng à. Ai à ghê nhở. Ôi giời ơi. Ai à. Sao tự nhiên tôi bị cái hữu củ chuối gì. Đói à. Ôi giời ơi. Thôi nào. 15. Ok. Quả TNT gì đây. Đây là water. Ok. Đây là TNT nước các bạn. Thì cánh cửa tiếp theo chúng ta sẽ cần đến 20.000. Chắc là mình sẽ. Ôi giời đói quá. Mình sẽ kiếm 20.000 và mở sang cái cánh cửa bên kia thôi. Chứ bên này nghèo lắm rồi. Bên này ít tiền lắm rồi các bạn. À, tôi sẽ mua ít gọi là đây là suất gì đây? KFC à hay là Jollibee đây? Trời ơi. Hay là McDonald's đấy. Ok, thôi kệ đi các bạn, đại khái là thức ăn. Đấy, giờ là mình sẽ ui thế thì ném khoảng 3 quả TNT lúc còn ghê. Ui giời ơi được đấy, TNT nước này chất lượng đấy. Ok la luôn nha. Quá xịn các bạn thấy không? Ui. Thả luôn chứ. Đánh em phải TNT nước phải nổ ra gọi là dòng chảy bão lũ lụt nước siêu to khổng lồ. Chảy đâu cái là phá vỡ block bên đấy nó mới hợp lý bạn. Ok, rồi. Rồi. Trời ơi chưa thì được kiếm được 17.000 các bạn thấy không? Chắc là về mở sang cánh cửa bên kia thôi. Cho thanh niên gọi là no name ở đây một mình một cửa đi. Đỡ phải cạnh tranh nhau. Hợp lý. Thế nào mình sẽ mở đây con bet 2.000 luôn đấy, sau đó còn dư tiền sao được cái gì nó còn biết. Phấn khởi này, ui trời hỗ trợ dịch chuyển ạ. Trời ơi. Trời ơi, hỗ trợ dịch chuyển là dịch chuyển không mất tiền à. Qua bên này là có gì đây? Nổ cái gì đây nhìn. Chắc là mình sẽ nổ hai quả TNT đó, không cần nổ nhiều đâu. Nổ nhiều cũng có nhặt hết đâu. Ok ha. Chết dở rồi bạn ơi. No, TNT này không có tác dụng ở đây ơi. Rồi xong. Thế là chúng ta phải lên quả TNT 75.000 ạ. Ok ạ, vô lý thế. Rồi xong, tôi gọi là cầm đèn chạy trước ô tô. Thế là ô tô gọi là không đồng ý rồi. Ôi không sao, trời ơi, chết rồi. Kiếm nhanh không mà, trời ơi, 75.000 phải không? Ok la luôn nhá. Chết dở rồi. Đấy, tưởng gì bạn, 75.000 đối với mình là easy. Đấy, 7.000 rồi. Ok bạn, nhặt hết. Nhặt hết, 13.000 liền. Trời ơi, tưởng gì. Đây, 16.000 liền các bạn ơi. 75.000 mới có thể nâng cấp quả TNT tiếp theo là mình sẽ lại phải kiếm cày thật. Đấy, 20.000 luôn. Ui, một cái kiếm sắp được một nửa luôn này. Ngon ngay, ngon lành, cành đào ngay. Ui, trời ơi, cái quả TNT to quá mình không đẩy được. Không đẩy được quả TNT lần đấy, được một nửa đấy. Ui, giỏi rồi. Đã được 35.000 rồi. Đấy, được một nửa các bạn nha. Giờ chúng ta, ui, tính ra chỗ khu mai này cũng sâu gớm nhở. Trời ơi, nổ mai mà không xuống đến tận đáy luôn ạ. Ghê thật, nước đắt. Ok, 40.000 rồi. Giờ thì mình chắc là sẽ về nâng cấp thôi. Nếu mà lâu đêm mà muốn mở cánh cửa bên kia ấy, thì phải có cái quả TNT gọi là 75.000 nha. Chắc mở chứ đừng có núp. Đấy, thông báo trước đấy. Trời ơi, người đi trước chỉ dạy cho bạn. Tí nữa không lại mua quả gọi là cánh cửa xong sang đấy không nổ được lại đừng hỏi lý do vì sao. Ui, tính ra xuống dưới này có quặng vàng với các thứ nhiều tiền lắm này. Trời ơi. À luôn, quặng vàng quặng sắt với các thứ nhiều tiền dã man luôn các bạn. TNT để bắt được lên trên này luôn ạ, xịn thật. 70.000 rồi. Ok các bạn, đằng nào mình mất công nổ xuống dưới này rồi thì chắc là mình sẽ kiếm thêm chút xong rồi mình về đây. Về mở thêm con pet. Đấy, ok nha. Rồi chúng ta mở này. Mở đến 75.000 là vừa. Tăng thể lực, ok. Là có nghĩa là tăng cái độ gọi là ăn của mình đấy. Ui ơi, nhảy cao. Ok, sao nhảy đấy. Ui may mắn 2 liền. Úi trời ơi, thôi mở thêm lần nữa rồi đi. Chạy nhanh nữa đẹp. Ui trời, chạy nhanh thật các bạn ơi. Khả luôn trước thiên lời địa lợi nhân hòa. Nó được xịn thật. Rồi, TNT gì đây? TNT gọi là phá vỡ. Ok, destroy à. Đấy, ta phá vỡ. Ai chả biết TNT phá vỡ rồi. Xin đây. Ok các bạn nha, các bạn thấy gì không? Đó là khi mình ném cái quả TNT ra nó sẽ gọi là nổ thêm gọi là 4 quả TNT nữa. Ui trời ơi, đẳng cấp. Ui trời ơi, được. Được.
Ôi được của nó các bạn. Ôi giời ơi. Thế gì chưa? Như chưa? Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, 100.000 rất đơn giản. Chứ game dễ bạn. Chắc là về mở pep quá, về mở thêm mấy con may mắn luôn bạn. Rồi, 150 rồi. Bởi vì mình đang có may mắn 2 mà, thế đâm ra đây là x3 tiền. Đấy, may mắn 2 là x3 tiền nhé. May mắn 1 là x2 và may mắn 2 sẽ cộng thêm là x3. Trời ơi, đấy. Thì là nguyên lý hoạt động. Rồi, ra thì mình... ôi giời ơi, xịn dã ma luôn. Ôi, trời ơi. Đấy, ok bạn ơi, vào đây, vào đây. Ôi, thanh niên này vẫn chăm chỉ mở pet lại. Trời ơi, nâng cấp TNT đây. Ôi, 150.000 ạ. Ôi, mình xem nào. À, thôi mở pet thôi. Mình thì cái này có 15.000 các bạn ơi. Mở pet rất là rẻ. Ui dồi ôi, mà lại có khả năng có x2, x3, x4 tiền. Ui dồi ôi. Nhưng mà hên xui bạn. Đen thì chịu, đỏ thì quên đi. Ok, không sao, mình cứ mở thôi. Ui dồi ôi, may mắn 3 luôn à. Xin phép nha. Rồi ôi, tính ra mở dễ mà. Rồi TNT chắc là đây là diamond rồi. Nhìn cái này là biết rồi. Ok, cái này kỹ năng từ đây xung quanh thành quặng kim cương à. Ui, nổ lại biến thành quặng kim cương à, ghê anh. Đào thử xem nào. TNT nổ sau đó biến thành quặng kim cương. Nán đi. My god, chỉ đấy. Ui, đục lúa các bạn ơi. Ui, quặng kim cương thì thôi bạn ơi, lại giàu luôn. Ui, nổ một cái nó kiếm cả 100.000 à. Ghê thật. Trời ơi, đục lúa nhờ. 10 điểm nữa. Ấy, chết giờ rồi. Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi. Rơi một cái xuống tận cùng của thế giới luôn. Đây, mình sẽ ngoài cái này nổ đến đâu là nó sẽ biến thành quặng quặng kim cương đấy này các bạn. Xịn đấy. Uy tín. Đấy, ok. Đấy các bạn thấy không? Ôi giờ kết hợp của hai cái quả tiên tỷ thôi bạn. Nước nách. Đây, may mắn 3 thì giúp mình kiếm 300.000 tiền, 500.000 tiền rất đơn giản. Thôi mình về mình nâng cấp quả tiên tỷ khác đây. Thả luôn chứ, hai quả tiên tỷ dùng được mỗi mấy lần. Rồi ok, đến là 250, 500.000 tiền vừa lấy mình có thể nâng cấp nha. Ui, 200.000 tiền được qua được bên kia phải không? Ui, TNT dưới đây giống kiểu hạt nhân vậy. Ui, hạt nhân các bạn ơi. Ui dồi ôi, ăn mòn các bạn ơi. Đấy, đây là nguyên lý hoạt động của quả TNT này bạn. Ăn mòn dần đào. Đấy các bạn thấy không? Ui dồi ôi. Ui. Nhưng mà tôi thấy là không xịn. À, cũng xịn. Rồi, nhưng mà thôi chắc là vài cánh cửa sang cánh cửa cuối cùng đây. Thôi, game nhanh thế nhỉ. À, đối tượng game dễ thật. Game dễ thật sự các bạn. Đấy, xem nhá. Nó sẽ dùng ở đây được không? Ui, may quá, dùng được, cứ tưởng không được cơ. Đây là TNT hạt nhân. Và nó nguyên tử chứ. Đấy, nó có khả năng gọi là ăn mòn block nhá. Ôi ôi, ăn mòn luôn. Ui, xịn thật sự. Rồi, 500.000 rồi các bạn. Và nâng cấp quả TNT khác đấy, thà luôn chứ. Tính ra là mình cứ gọi là mấy chục giây nâng cấp được quả TNT khác ạ. Nhanh ra man. Rồi, 1 triệu tiền là chúng ta có thể nâng cấp quả TNT gọi là cuối cùng rồi. Đây, xem nào. TNT này là TNT Nuclear Fire. Ok các bạn, đây là lửa các bạn ơi. Ui. My god, lửa này xịn hơn nhiều. Trời ơi, được của nó. Rồi, kiếm một cái là 1 triệu tiền luôn. Oh my god, thà luôn chứ. Ghê thật. Khó đúng thật là khổ sở mỗi 1-2 level đầu thôi. 1-2 quả TNT đầu thôi. Rồi, mình đã đủ tiền rồi. Giờ thì mình sẽ gọi là về nhà và mở những cái con pet cuối cùng. Trời, được rồi. Game là dễ bạn. Rồi, hiệu ứng may mắn level 4. Ok, phải. Đây là hiệu ứng gọi là VIP nhất ở trong gọi là cái cuộc thi rồi. Đấy, đây là quả TNT. Thanh niên kia từ nhau mình. Thanh niên kia vẫn đang hí hoáy ở bên cạnh cửa đầu tiên các bạn ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi các bạn thấy không? Trời ơi, sao không qua cánh cửa này? Không phải là này. À, cái này không thèm qua cánh cửa bên kia luôn ạ. Ui. À, ui. Đấy, núp nổ cho mà nhặt. Trời ơi, đấy các bạn thấy không? Đây là cái quả TNT. Ui. Đấy, TNT. Ui, nó lại còn ra cả cái block gì kìa. Ui, nổ. Thôi, cái này là ra gì đây? Sức công phá rất lớn trên khu vực. Ui, khi nổ sẽ tạo ra blue oli. Ui, khi nổ hợp kim xanh à. Ui, cái này cho đẹp à. Cho đẹp à, chứ không có được tiền bạn ơi. Trời ơi, ui, nhưng mà cái này nổ rộng bạn ơi. Phạm vi rất là rộng luôn. Đấy. Trời. Ui, dồi ôi. Nói chung là cũng được. Quả TNT cuối cùng cũng đáng đồng tiền bán gạo ạ. Nhưng mà tính ra là mình thích nhất quả TNT kim cương.
diamond. Đấy, không phải tính ra tiền TNT lửa này cũng xịn này. Nhưng mà mỗi cái nó chênh nhau một xíu thôi. Một xíu thì xíu thôi. Ôi giời, lửa các bạn thấy không? Lửa rất là xịn nha. Đấy, trời ơi, rồi thanh niên kia nhặt được nhiều tiền quá đi về mà pet rồi. Trời ơi, thôi mình chắc là cũng chả cần mở gì đâu bởi vì quá nhiều tiền rồi. Ok thì có lẽ rằng là cái mini game ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi bạn ơi. Luôn chứ mình không nghĩ rằng là cái cuộc thi này nó diễn ra một cách rất là nhanh như vậy. Chắc là do mình hên bạn ơi, mở được may mắn nhanh quá trời kìa. Đấy thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like. Đừng quên là qua kênh của tất cả mọi người trong nút tìm, ấn đăng ký hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.